look at the loser waiting. Yo, Ying, you were the loser yesterday. In 600 feet, turn right onto Mokulele Loop. Cái ông nào trông cũng mập mập, xong tóc cũng dài dài, nãy nướng không biết ông nào với ông nào. So I'm going this way. Oh, hôm nay không có buồn ha. Đi vô khi chờ người thấy buồn. Ý nếu nó đóng 8:30, tại sao hôm qua mình không ra đó mình ăn? You tell me. No, I put open now. It's closed. Trước là không có gì hết, nhưng mà bây giờ có cái khu vui chơi, khu shopping nó mở bên cạnh, thì now lại the location become the premium. Thì thằng mấy thằng developer đó nó sẽ muốn mua nguyên cái hot block luôn. Rặn quá. Ông nuôi sao làm thức gạn. Thằng kia là
nó chạy tới đây đẹp lắm kìa. Sao nó chạy tới đây đẹp lắm, mình thấy. Đi Hanalei, Hanalei. Cao dọc. Trời, đi qua dọc cái đi, còn đứng đó nữa. Thiệt luôn, hai con đang làm tịnh luôn kìa, cho nó quay đi. Để hai con này giống nhau mà. Về đây đó. Let's let people get in there how. Mấy này là cái nông trại của người ta, plantation của người ta. Oh. Đâu có người chết thì cái này không. Bây giờ mình vô đây chơi. Bây giờ em kêu anh vô. Anh sao nó để cái gì em dưới nó kìa. Dạ. Nè đây đây ngốc bông lúc đó. Nhớ cá rồi không? Chưa nè. Thank you.
way we just look because nó đánh dòng vậy nè. Hôm nay chị chân định nối xuống. Có thể get closer. Còn nói màu này chẳng boring nữa không? Hay quá vậy. Ôi nó nói boring em, nó boring. Look at that. Anh nói đậu thần hoàng ư? Có mấy cái món ăn nó cũng on this direction đó, như cái delicious truck gì đó. Thì thứ ba đi. Mấy cái cuộn đất nãy á, mà chắc không cho rồi. Thôi tối qua rồi về hả? Ồ, bên đây là view. Nó là one land cho nên bên đây phải view. Bên kia có priority. Ồ, bên mình á hả? Chứ cái bảng này cũng là view chứ là gì? Nó rớt rồi thôi. Oh, interesting.
Việt Nam có hả? Đồ tệ tệ chút. Là đừng có bước vô chạy ngang qua có sao đâu. Dạ, thì trời còn sáng, trong buổi tối mình chuyển tới những mục về. Em sao mà chạy qua thôi. Your destination is on the left. Okay, what do you want? Okay, why do you want?